Chào các bạn, mình là Diệp. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Tẩy Vlog. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Tẩy Vlogs. Hôm nay sẽ là một video đặc biệt liên quan đến lý luận sáng tác mẫu gấp giấy. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao từ một tờ giấy hình vuông chỉ thông qua cách gấp lại có thể tạo ra nhiều mẫu gấp như vậy? Câu trả lời là ta không gấp trực tiếp từ tờ giấy hình vuông thành mẫu gấp, mà ta gấp từ tờ giấy hình vuông thành hình cơ bản, sau đó mới từ hình cơ bản gấp thành mẫu gấp giấy. Người Việt Nam là một trong những người xác lập hệ thống hình cơ bản trong nghệ thuật gấp giấy. Trong video này, mình sẽ nói rõ hơn với các bạn thế nào là hình cơ bản và mối liên hệ giữa hình cơ bản với nhánh gấp của mẫu gấp giấy. Muốn gấp được nhiều mẫu gấp thì phải biết nhiều hình cơ bản. Vậy hình cơ bản là gì? Trong quá trình tạo mẫu gấp giấy, có một số mẫu gấp chung nhau những bước gấp ban đầu nhất định. Thì hình đạt được từ những bước gấp chung nhau đó được gọi là hình cơ bản của mẫu gấp giấy ấy. Vì vậy, có thể nói, thế giới của nghệ thuật gấp giấy được chia thành 3 phần, đó là tờ giấy hình vuông, hình cơ bản và mẫu gấp giấy. Từ một tờ giấy hình vuông, chúng ta có thể tạo ra được một số lượng nhất định các hình cơ bản. Sau đó, từ các hình cơ bản, chúng ta tạo ra vô vàn các mẫu gấp giấy. Một hình cơ bản thường đạt được sau khoảng 5 đến 10 bước gấp. Sự khác biệt giữa các hình cơ bản chính là sự khác nhau ở những nhánh gấp, số lượng, hình dáng, tỷ lệ của nhánh gấp. Video này sẽ tập trung nói về số lượng của nhánh gấp. Tùy thuộc vào đặc điểm đặc trưng của đối tượng miêu tả mà mỗi mẫu gấp giấy sẽ cần đến số lượng nhánh gấp khác nhau. Hình cơ bản được tạo ra cần đáp ứng được số lượng nhánh gấp đó. Ví dụ như, để gấp mẫu gấp con cò ngồi truyền thống thì cần hình cơ bản có tối thiểu là 4 nhánh gấp, bao gồm 2 nhánh gấp cho hai cánh, 1 nhánh gấp cho đầu và 1 nhánh gấp cho đuôi. Vì không có chân nên gọi là mẫu gấp con cò ngồi. Hiện nay, có rất nhiều mẫu gấp phải dùng đến kéo cắt để thể hiện các đặc điểm của đối tượng miêu tả do không tìm được hình cơ bản phù hợp. Ví dụ như là mẫu gấp con chuồn chuồn và mẫu gấp con ngựa. Để gấp mẫu gấp con chuồn chuồn, cần hình cơ bản có 6 nhánh gấp, gồm 1 nhánh cho đầu, 1 nhánh cho đuôi và 4 nhánh cho 4 cánh. Người Nhật có mẫu gấp con chuồn chuồn, tuy nhiên do sử dụng hình cơ bản của con cò ngồi với 4 nhánh gấp, nên họ phải dùng đến kéo cắt để tạo cánh. Một ví dụ tương tự khác là mẫu gấp con ngựa. Mẫu gấp này cần đến 6 nhánh gấp để tạo đầu, đuôi và 4 chân. Một mẫu gấp con ngựa của người Nhật cũng vì xuất phát từ bước số 4 của hình cơ bản con cò ngồi. Vậy nên phải dùng đến kéo cắt để tạo ra các nhánh cho 4 chân của con ngựa. Khi đã dùng đến kéo cắt thì không biết cắt bao nhiêu là vừa. Điều này sẽ không phù hợp với nguyên tắc của nghệ thuật gấp giấy cổ điển. Nếu có hình cơ bản phù hợp, chúng ta sẽ dễ dàng tạo ra được các mẫu gấp. Mẫu gấp con chuồn chuồn cần đến hình cơ bản có 6 nhánh gấp. Hình cơ bản N1.1A có thể đáp ứng được yêu cầu này. Hình cơ bản đã tạo ra được 6 nhánh gấp, gồm 1 nhánh gấp cho đầu, 1 nhánh gấp cho đuôi và 4 nhánh gấp cho 4 cánh. Hình cơ bản N1.3D gồm 6 nhánh gấp cũng phù hợp để gấp mẫu gấp con ngựa. Tạo ra được 1 nhánh gấp cho đầu, 1 nhánh gấp cho đuôi và 4 nhánh gấp cho 4 chân mà không cần dùng đến kéo cắt. Với mẫu gấp có số lượng nhánh gấp nhiều như là mẫu gấp con nhện thì cần đến 10 nhánh gấp. Hình cơ bản N1.3E đáp ứng được các yêu cầu này, với 1 nhánh gấp cho đầu, 1 nhánh gấp cho đuôi và 8 nhánh gấp còn lại cho 8 chân của con nhện. Khi dự định sáng tác một mẫu gấp con vật, đồ vật nào đó, nghệ nhân thường bắt đầu bằng việc tìm các hình cơ bản đã biết, xem hình cơ bản nào cho phép tạo ra được mẫu gấp con vật, đồ vật đó. Phải trải qua nhiều lần thử nghiệm thì mới tìm được hình cơ bản phù hợp và tạo ra được mẫu gấp như mong muốn. Việc sáng tác một mẫu gấp giấy mới là điều không hề đơn giản, mất rất nhiều thời giờ và công sức của nghệ nhân. Vậy nên, trong quá trình sáng tác mẫu gấp giấy, nếu tìm được hình cơ bản phù hợp
thì đó là một điều may mắn. Người Việt Nam rất may mắn đã tạo ra được hệ thống hình cơ bản trong nghệ thuật cấp giấy. Hiện nay, công ty cổ phần truyền thông và ứng dụng nghệ thuật cấp giấy CAPFA đã tổng hợp được hệ thống gần 60 hình cơ bản được phân theo các nhóm. Từ đây, chúng ta có thể gấp vô vàn các mẫu gấp theo xu hướng cổ điển, tức là chỉ thông qua cách gấp chứ không cắt, dán hay nạn giấy. Từ các hình cơ bản, chúng ta có thể tạo ra các mẫu gấp phong phú. Ví dụ như hình cơ bản N1.5A có thể tạo ra được mẫu gấp con khủng long, mẫu gấp con chó và con chim sâu. Hình cơ bản N2.2A có thể tạo ra được mẫu gấp mũ ông công, mẫu gấp mũ nhà sư và biểu tượng trái tim. Ngoài ra, các con vật có chi tiết phức tạp có thể được tạo ra nếu tìm được các hình cơ bản phù hợp. Ví dụ như hình cơ bản N1.6C có thể tạo ra được mẫu gấp con cá cầu gai. Hình cơ bản N1.6D tạo ra được mẫu gấp con ếch. Và hình cơ bản N3.5B tạo ra được mẫu gấp con bọ râu dài. Bộ sách gồm 5 cuốn của công ty CAPFA sẽ lần lượt được xuất bản. Hiện nay, quyển số 1 đã được xuất bản và quyển số 2 đã được cấp giấy phép xuất bản. Trong đó, quyển số 1, mẫu gấp con vật cơ bản, giới thiệu đến các bạn 17 hình cơ bản và 30 mẫu gấp. Quyển số 2, mẫu gấp đồ vật cơ bản, giới thiệu đến các bạn 24 hình cơ bản và 36 mẫu gấp. Từ các hình cơ bản và mẫu gấp trong bộ sách sẽ là khởi đầu để các bạn sáng tạo ra các mẫu gấp cho riêng mình. Một trong các nội dung chính trên kênh Diệp Tài Vlog đó là về nghệ thuật cấp giấy. Mình đang và sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều hình cơ bản và mẫu gấp giấy hơn nữa. Vậy nên các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.